đang Đang tham chưa gia. bố? Con lên rồi mà sao không thấy mặt? Không thấy mặt mà không sao, có gì đó không sao thì ok, con không, không sẽ mặt vì con tìm sao đi, thì con có gì nói không mấy cái chủ đề. À, nãy giờ nghe bố với con có ý kiến xíu về nước Mỹ nè, thì con có tìm hiểu thì theo như thống kê bố thì cái tội phạm mà giết người ở Mỹ á, là mỗi năm mà họ điều tra ra thì con số mà điều tra được chỉ khoảng dưới 40% bố. Có nghĩa là trong 10 vụ giết người thì chưa tới 4 vụ là điều tra ra thủ phạm, còn lại là không biết, không thể điều tra được. Trong khi ở Việt Nam thì giết người trốn mấy chục năm về vẫn bị bắt như thường. Có nghĩa là ở Việt Nam giết người khó lòng mà thoát được. Trong khi nước Mỹ thì 10 vụ thì hết 6 vụ là không thể điều tra được tội phạm. Đó là thì luật pháp làm cái gì, luật pháp đâu có lấy lại công bằng cho người dân đâu, đúng không? Nghĩa là cái người mà có người thân mà có người bị chết bị giết như vậy, họ rất mong được tìm được cái kẻ thù ác để mà đền tội, họ luôn đau đớn cái điều đó, nhưng mà nước Mỹ không làm được đó. Trong Đúng khi rồi. Việt Nam thì nói về giết người thì khó lòng mà thoát, có trốn là trốn kiểu nào, trốn rồi mấy chục năm móc đầu vẫn ra, vẫn tìm được, vẫn Nhắc bắt được. tới cái vụ đó, nhắc cái vụ đó tôi mới nhớ là mới đây thôi, cũng khoảng 2 tuần hoặc 3 tuần thì có hai anh chàng của Nam Triều Tiên hình như cũng bị tội phạm quốc tế truy nã, nó trốn đâu không trốn ngoài Việt Nam, nó trốn có mấy 20 mấy tiếng hồi xong nó còng tay nó đưa về, nó giải dao về liền Mắc lẹ nhiều thiệt. mình có ghi chép Ngu thiệt, trốn đâu. mình gọi là gì, hiệp định Giờ dẫn độ với lại Interpol đó, cái ngoài tôi chi nổ quốc tế qua Việt Nam là đường nào cũng chết. xin tiếp ý chỗ Nam Phong nhé. Thì nói về bản chất của chế độ thì hiện tại bây giờ nó còn song hành hai chế độ tư bản chủ nghĩa và chủ nghĩa xã hội. Thì chúng ta nếu mà Nam Phong, tôi nghĩ là Nam Phong cũng học hành cũng tới nơi tới chốn, cho nên nói về bản chất tư bản chủ nghĩa thì tôi cũng lem nhem thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta đang so sánh đó, nếu mà ai đã học qua cái phần triết học, trong đó cái cặp hận thù phủ định vô định đó, thì chúng ta đều biết rằng nói về một hiện tượng, cái quy luật mà phủ định của vô định thì nó nói về một hiện tượng sự vật xã hội. Thì chúng ta thấy nhớ rằng cái phủ định đó, là một hiện tượng sự vật đó, nó phủ định đi để nó đem lại một cái chế độ xã hội khác tốt hơn. Thì như vậy Rồi chủ nghĩa xã hội nó nó sẽ quay phủ trở định lại cái chế tiếp. độ tư bản, nó phủ định chế độ tư bản để nó hình thành cái nhà nước, cái chế độ chủ nghĩa xã hội là dĩ nhiên nó phải tốt hơn, nó có một cái gì đó nó tốt hơn, cơ bản nó tốt hơn đó, chứ không phải là chế độ cộng sản xấu. Chẳng qua người ta ghét cái chế độ cộng sản là vì người ta không được làm theo ý của người ta, ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ, cho nên họ nói chế độ cộng sản thối tha xấu thôi. Chứ thật ra mà nói thì tôi thấy nè, từ cái chỗ tôi hồi xưa là cái thằng mà đi học đó là phải đi làm thuê cày mướn, làm thuê mà cấy mướn nha, cuốc đất thuê cấy mướn để mà có tiền đi học đó. Còn bây giờ con cái có phải đi làm thuê cày mướn không để có tiền đi học không, hay là nó làm cái việc nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn nó làm bồ bàn nó nhẹ hơn, hoặc là nó làm shipper, một buổi đi học một buổi đi làm shipper đó, nó vẫn nhẹ nhàng hơn, cái điều kiện nó phát triển hơn đó, thì thấy cái Chung nào là nó tốt hơn cái nào. Rồi tôi chưa nói vấn đề khác, tôi chỉ so sánh hai cái chuyện nhỏ nhặt đó thôi, tôi chưa nói chuyện khác đó. Thì cái bản chất của cái câu mà cái cặp mà phạm trù phủ định của phủ định đó, thì nó phủ định cái xấu để nó hình thành nên cái tốt đẹp hơn, cái mới hơn và tốt đẹp hơn, nó đem lại cái quyền lợi công bằng, đem quyền lợi và công bằng cho người dân đó. Nó rõ ràng nó nó là như vậy. cao, nó cao hơn và nó tốt hơn Đó. cái trước mình. Nếu mà mình xét vào cái hình thành của lịch sử loài người thì mình thấy rõ ràng điều đó. Khi mà lịch sử loài người hình thành thì bắt đầu là cái chế độ đầu tiên là công công xã nguyên thủy, đúng không? Nó là một hình thức cộng sản nhưng mà nó ở cái mức sơ khai gọi nguyên thủy. Rồi qua những cái quá trình phát triển qua các cái chế độ như là chế độ chiếm hữu nô lệ, rồi chế độ gọi là tư bản,
rồi 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 nó sẽ vòng lại cộng sản, nhưng mà cộng sản ở mức cái cấp mức độ cao cao hơn, hơn đó, cao đó là hơn, cộng khoa học sản. Dạ đúng rồi, cái này là cái đó là nó phủ định đó, nó qua nhiều, trải qua nhiều chế độ rồi hơn. cuối Cho cùng nên là là nhiều mình người trở họ không trở thành hiểu dân gì chủ về cộng cộng họ không hiểu cộng sản là gì. Cho nên họ nghĩ là cộng sản là tất cả mọi tài sản đều phải gom chung với nhau, là nhà nước quản lý, rồi ai mà ngồi ăn trên ngồi trước là hưởng lợi, hưởng lộc. Cái đó là sản. sai Tập lầm 22 hoàn cái toàn, cho đó nên không ai hiểu tập được chứ cộng sản là gì. Học đi rồi mới biết. Cái chế độ cộng sản nguyên thủy như hồi nãy mà Nam Phong nói đó, đúng là cái quy luật nó vậy đó, nó theo cái dòng tuần hoàn nó là như vậy đó. dạ Rồi đúng sau này cái cộng rồi, sản chủ nghĩa là nó cái phát gì đó, triển lên sống cái cộng sản gì đó tôi không dám nói tới. hấp. Bây giờ đây là thấy tốt hơn rồi đó, mặc dù nó vẫn còn những bất công, Nói chung nó cũng là con là người con, mà, đúng rồi, nó là con con người người thì thì tham hướng lam bao thiện. giờ không còn hả, còn tham lam mà còn bất công. Vậy mà Nam Phong nói tiếp. Dạ mình thì cái chế độ thì nó cũng nó ná như là cái tâm của người mình thôi. Mình con người thì ai cũng muốn hướng thiện hết, muốn chân thiện mỹ, thì cái chế độ cộng sản cũng vậy, họ muốn cái chế độ này cũng phải hoàn thiện như vậy đó. Mặc dù nó còn đây đó, bởi vì chúng ta đang thời kỳ quá độ mà, cho nên là nó phải còn đây đó những cái mặt trái của xã hội, nhưng mà chúng ta luôn hướng đến cái tốt cái đẹp cho nhân dân, cho đất nước, chứ không phải cho những cái người ở ngoài bộ chính trị đó, không phải cho cái nhân họ mà là cho cả dân tộc này. Làm sao để cho mọi người đều được được gọi là sung sướng đó, được hưởng những cái cơ bản nhất của con người đó, đó là học, đó là được chữa bệnh, đó là được vui chơi giải trí, tại cả những cái nhu cầu thiết yếu. Cộng sản họ luôn hướng đến cái điều đó, Hay lắm. mặc dù chúng ta là một cái đất nước mới phát triển thôi. Thực sự chúng ta nếu mà đem mà so sánh thì chúng ta mới phát triển so với những cái nước tư bản kia, như Mỹ với châu Âu thì họ phát triển chúng ta hàng mấy thế kỷ rồi. Nhưng mà đem ra so sánh thì rõ ràng có những cái chúng ta hơn họ. Mặc dù chúng ta thua kinh tế thì chúng ta thua, nhưng mà xét về cái góc độ mà con người thì có những cái chúng ta hơn họ. Rõ ràng như hồi nãy anh có nói là ở Việt Nam không có homeless hoặc là rất ít. Còn Mỹ thì sao? Nó phát triển 300 năm mà tại sao nó nhiều như vậy? Thì rõ ràng đó, riêng cái mặt đó là chúng ta đã hơn họ rồi. Ở Việt Nam không có chuyện homeless đi ăn xin rồi là lê lết dầm cầu vỉa hè mà nó nhiều đến mức độ như vậy. Tôi đơn Đó. cử thế này nha, coi là nhà nước có lo cho dân hay không. Tôi đơn cử nè, Lo nhiều luôn á. đây để tôi đơn cử thế này nè nha. Từ năm 1995 tới nay là khi Mỹ nó bỏ cấm vận với Việt Nam, thì Việt Nam đã làm được 1.825 km đường cao tốc. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó khoảng 1.800, 1.900 gì đó, 1.800, tức là mình được 28 năm phải không, từ hồi xóa cấm vận tới giờ thì mình được là gần một khoảng 1.900 km đường cao tốc, trong khi Mỹ độc lập 172 năm mới bắt đầu làm được đường cao tốc, mình 28 năm, Mỹ 172 năm, vậy nào hơn nào. Mới nghe cái ông thủ tướng chính phủ này, ông hy vọng là ông sẽ cố gắng là Việt Nam mình năm 2025 là được 73.750 km đường cao tốc. Bây giờ thì chưa, như ông cố gắng ông sẽ làm đó, bởi Thì vì cái đường nào mới có 1.800 hơn à, mới hơn thì ngàn đúng tám trăm rồi, tên km à, cái đó là nhưng mà quyết trong thời định. gian mình chỉ có 28 năm, mà 28 năm đó là mình cũng trầy di tróc giải nợ tới nợ lui. Mà anh thấy cái thời gian mà ông Nguyễn Xuân Phúc á, ông lên á, thì lúc đó là nợ công của mình là trên 70% GDP nha. Tôi so sánh khi mà ông Phúc lên nhiệm kỳ đầu tiên của ông lại xuống còn 48, nợ công á còn 48%, mà trong khi Mỹ á từ 28.000 nay lên 31.000 rồi, 31.000 tỷ rồi. Đó là nước giàu nhất thế giới. Thật ra giàu là mấy nhà tài phiệt nó giàu, chứ còn cái chính phủ Cư Mỹ dân nó rất làm là gì nó nghèo, giàu. có mấy người Nó thấy mẹ nghèo. nó. Nó mình thử mình so sánh giữa 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 hai cái nhà nước đi, chứ đừng có nói so sánh đâu đó.
từ cái chỗ là cái nợ công mà mình đó là chiếm 72% GDP, mà giờ là sau khi sau một nhiệm kỳ của ông Phúc thì ông lên làm thủ tướng đó, thì nợ công của mình giảm xuống còn 48% GDP, thì mình thấy là tốt hay xấu liền, trong khi Mỹ đó, thì từ 28.000 tới qua vụ này lên mày 31.000 rồi. mày mày nói vậy tụi nó đâu có chịu, mày phải nói cho nó nặng chịu. Rất thấp Bảo vì tôi tấm so nó sánh vậy. nhẹ nhàng cho tôi để thấy Ừ, nào giỏi trên hơn nào à. 5.000 Ở Việt Nam mình quân là khoảng hình như là khoảng ba mươi mấy triệu một một người nợ công đúng không, đầu đầu người, còn bên Mỹ mình như 2 tỷ mấy á, nó tính ra tiền tiền Việt là một người là 2 tỷ Bởi vậy mấy nó á. mới đánh thuế lòi con mắt đó. Nhưng mình nói là mình so trên đầu người, nhưng thực chất chẳng có người dân nào bỏ tiền ra trả cho nhà nước hết, đó là mình so Đúng thôi. rồi. Còn những Và mấy cái thành chống phá kêu nợ công một người bình quân người ba mấy triệu bắt dân trả, dân nào trả, dân nào mình trả ở từ đâu nhỏ phải tới lớn chưa bao giờ thấy nhà nước kêu trả tiền nợ công cho nhà nước hết đó. Nhà nước vay để phát triển cơ sở hạ tầng rồi những cái sử dụng vào nhiều cái mục đích công cộng khác, mà không phải là chúng ta muốn vay bao nhiêu vay, mà đó là quốc hội họ họ đã ấn định cái số mà hàng năm á chúng ta vay ở cái mức bao nhiêu là đủ đó, bao nhiêu là chúng ta nằm trong cái giới hạn cho phép, thì hiện tại chúng ta khoảng khoảng dưới 50% là ok, là quốc hội thông qua rồi và hàng năm đều như vậy. Ở trong khi Mỹ thì nó hơn 100%, nó tới mấy trăm phần trăm rồi, có nghĩa là Mỹ có nguy cơ vỡ nợ rất là cao, trong mà khi nó vỡ chúng ta nợ là đó, Mỹ nó vỡ nợ đang là là mấy kiểm cái soát. thằng mà chủ nợ của nó là chết, trong đó mình có 39 tỷ đó, Đúng mình rồi, có 39 tỷ đô la đó. Vỡ nợ ra thì mất thì tiền đó để làm gì, Mỹ nó nó đâu có cứ dở. bán cổ phiếu cho các nước mua, nó lấy tiền nó đầu tư, nó làm gì, nó đi nuôi Ukraine rồi nó đem quân đi hết nước này nước kia nó nuôi, trong khi mỗi năm nó chi cho quốc phòng nó hàng ngàn, năm nay là 880 tỷ, 880 tỷ đô, trong khi nợ công thì như vậy. Một cái quân đội, một cái đất nước, nếu mà ở trong nước không nó bảo vệ đất nước đó thì đâu có bao nhiêu đâu, nhưng mà nó đem quân nó đi nó rải khắp thế giới để mà mục đích là xâm lược, nó thực cái nước ra nào không nghe nó bắt đầu kiếm cớ xâm thực lược. ra cái này á, nói ra nó thì nó liên nó dính tới cái phần mà tài chính công, mà đặc biệt là cái ngân sách của chính phủ, hay là còn gọi là chi tiêu thu nhập về thu ngân sách về chi tiêu chi ngân sách của chính phủ á, thì mà cái phần thuế nó liên quan tới cái phần thuế, mà ở Việt Nam mình nó có một cái môn học nó gọi là môn tài chính công, cái môn này nó rất là khoa học, nếu mà mình không nắm á, thì mà người ta sẽ mình không nắm được thì nhiều khi hiểu lầm. Chứ thực ra nếu mà ai biết được cái phần tài chính công thì mới thấy là cái kế hoạch thu chi ngân sách của nhà nước mình và cái tài khoá, gọi là tài khoá thì của nhà nước mình là ông đã tính toán cụ thể chi cho lắm. Có một lần ở đây là tôi không tiện nói, bởi vì tôi có một lần hồi thời còn đi làm á, thì tôi được vinh dự họp với Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho nè, thì tôi mới thấy được là cái phần mà ngân sách của thành phố Mỹ Tho thôi. Đấy, thì khi mà tôi biết được cái vấn đề mà thu về chi ngân sách của thành phố Mỹ Tho, tôi mới thấy là đúng là vấn đề đau đầu. Nếu như mà không có kế hoạch khoa học về thu về chi ngân sách thì nó sẽ thâm 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 thâm, thâm, thâm hụt dữ lắm. Đó. Nếu mà không không khéo là nó thâm hụt, mà thâm hụt thì không có để mà chi đó. Để mà chi chi quản lý, chi quản lý nhà nước, cái đó rất là quan trọng. Thế nên tôi nói các với đây có anh Cầm, với đây ai có nghe đó, anh em mình có nghe đó, thì tôi nói cái phần này là đừng đừng có cái kiểu mà suy nghĩ theo riêng với anh Cầm và Nam Phong á, thì tôi không dám nói. Tôi chỉ nói một số với anh em mình á, nếu mà có ai mà không nắm được cái phần này á, thì cũng đừng có nghĩ rằng vấn đề thu chi ngân sách. Nói chung là Rồi, cái vụ ngân cho tôi sách. xin nói tiếp là cái Dạ. vấn đề này là nó là cả một cái tính toán rất là khoa học, chứ nó không đơn giản là chỉ có cái áp thuế áp thuế áp thuế. Mà bây giờ mình nhìn thấy Việt Nam Dạ, mình nè, hiện năng nay xuất là cái phát. phần thuế đối với dân mình là sao, đây có thuế không?
Hỏi anh Cầm nó biết, anh Cầm ở bên Mỹ về đó, anh Cầm thấy cái thuế của mình ra sao biết liền. Như tôi là tới giờ này hơn 20 năm nay là thuế nông nghiệp của tôi là hoàn toàn không không có thu đồng nào hết. Tôi bán Đó qua bán rồi. kiểm không có một đồng thuế nào hết. Nhà Đó, này là doanh nghiệp nè, nhưng mà thực phẩm nè. Bà nói tôi 52 tuổi tôi chưa hề đóng thuế ngày nào. Đây là doanh nghiệp thực phẩm, thì thường thường doanh nghiệp thực phẩm hay đi được miễn thuế rồi à, con nói bố anh là nấu mình nói về thuế ở Việt Nam thì thật sự nó quá nhẹ nhàng, nó quá nhẹ nhàng luôn. Không phải mình nói đất nước mình không thu á, thì nó thiệt thòi do gọi là cái chào. nhà nước Rồi, nước cứ trái buồn. duy tân nha. Nếu mà không thu giống như những cái nước tư bản thì nhà nước mình lại không có nguồn, nhưng thật sự nhà nước mình mới cho dân nhiều lắm. Bởi vì thu thì cũng là tiền của ai, tiền của dân, không thu thì là dân hưởng chứ ai hưởng. Đó, có những cái mà đáng lẽ ra phải thu nhưng mà nhà nước biết nhưng mà không thu. Con lấy ví dụ như vừa cách đây 2 năm con có mua một cái miếng đất là 1 tỷ 1 tỷ 750 đó. Đó, trong khi ra công chứng thì họ Đâu khai còn có 400 phải đâu triệu này. ở Để sao để cho mình bớt giảm đóng thuế, thế đóng 5% trên 400 triệu thay vì đóng 5% của 1 tỷ 7 thì đóng bốn có bốn 400 triệu thôi. Mà cái đó thì cơ quan thuế họ thừa biết nhưng mà họ vẫn làm ngơ để cho dân, có nghĩa là họ biết nhưng mà họ không có truy thu đó. Bởi vì sao không có thu gắt gao thì dân người ta đỡ đỡ gọi là đỡ cái tiền đó, họ lại lo cái việc khác chứ không phải nhà nước không biết đó. Có rất nhiều cái khoản mà nhà nước ở Việt Nam mình không thu, mặc dù thu cũng là hợp lý đúng không, nhưng mà không thu. Rõ ràng chúng ta thấy ở cái chế độ nào cũng vậy, chúng ta chê bai cái gì chứ mà riêng ở cái chế độ cộng sản này thì họ vẫn coi cái quyền con người rất là quan trọng đó. Và từ xưa tới giờ, rồi từ khi mà Đảng Cộng sản thành lập thì trung tâm vẫn là người ta gọi có câu là lấy dân làm gốc, dân là cái gốc rễ để cho mọi thành bại của đất nước. Nó phải là một cái đất gọi là cái gốc thì vững chắc thì đất nước họ mình mới tiến Thế lên cái được. phần này là Nam Phong, thì cái này nó nói dài vụ lấy dân làm gốc và khoan thương sức dân á, thì nó nói dài từ thời phong kiến tới giờ nhà Trần. Trước khi Trần Đạo ông chết, ông cũng dặn lại ông vua Trần Nhân Tông, ông nói là phải biết lấy dân làm gốc, phải lấy dân làm gốc, phải khoan thương sức dân, dân giàu thì nước mới mạnh đó. Thì ông dặn Trần Nhân Tông vậy đó, thì sau này tới thời Nguyễn Trãi thì cũng vậy, tới Lê Lợi thì cũng vậy, cũng khoan thương sức dân đó. Thì thấy từ xưa tới giờ thì tiền các bậc tiền nhân mình, các bậc vua chúa tướng lĩnh của mình bao giờ cũng vậy, cũng dựa vào dân, cũng khoan thương sức dân để cho dân giàu thì nước mới mạnh đó. Thì bây giờ nhà nước mắt nhắm mắt mở để cho dân mình bắt đầu là khôi phục Rõ kinh tế gia ràng đình trước đi, khôi mày phục dùng và phát triển kinh cái tế gia đình. chữ mày dùng cái chữ, mày dùng cái chữ mình đứng nhắm mắt nhắm bở một mắt nhắm một mắt bở là đủ rõ ràng. Ở đây có những cái mà người ta nhắm mắt để cho dân nó đi qua, nó thẳng là như vậy. Đó, Ở dân Việt Nam mình vững nó chắc thẳng đó. là coi như là rất Hồi xưa con nhớ con mới mở làm cái chăm sóc xe, con mở con làm mấy tháng mở gara chăm sóc thì cơ quan thuế xuống là khoảng gần 1 năm á người ta mới xuống. Thì nói chung con cũng quen mấy người làm thuế, hồi xưa con làm thì con quen đây thấy rồi. Họ cũng nói chuyện hồi là họ kêu thôi bây giờ mới làm thôi, cho 1 năm nữa, làm 1 năm nữa rồi mới đóng thuế. Nó có nghĩa là được 1 năm mấy sau mới đóng, mà đóng 1 tháng muốn nói là có 550.000 tháng thuế. quá Nói nhẹ, về thuế thì lấy nó ở giống kiểu gì Việt lấy giống gì tượng trưng Nam đó là thì rõ ràng cái nói về thuế thì ở Việt Nam nó dễ thở lắm luôn, không có họ như là chẳng có mấy nước nào được như Việt Nam đâu. nó Còn mình cái fan cái kẻ bây ngồi giờ đó mình bấm vạch mình ra ra nói những cái cơ sao bản như vậy đó. Xin lỗi Nam Phong, mình vạch ra những cái cơ bản mình thấy để thấy được cái điểm nào là ưu việt, cái điểm nào còn khiếm khuyết, phải không? Để mình mới tin vào cái nhà nước này chứ, tin vào cái sự lãnh đạo của đảng và của nhà nước này chứ. Chứ còn cái mỗi cái thấy những cái chuyện mà
như nãy Nam Phong nói, quốc gia nào không có tiêu cực? Có, cái gì cũng có chuyện xấu hết, thì ít hay nhiều nó, những cái xấu đó nó trở thành bản chất hay không là một vấn đề, đúng không Nam Phong? Cái xấu đó có phải là bản chất hay không thì mới là cái vấn đề. Và cái xấu đó có được khắc phục, có được sửa chữa và thậm chí có thể bị tiêu diệt hay không, tôi dùng cái từ tiêu diệt luôn đó. Đó như trường hợp mà bây giờ là tham nhũng đó, Chào Hùng Trương. qua vụ vừa rồi đó là tiêu diệt rõ ràng, tiêu diệt tham nhũng. Thì bây giờ chúng ta xét để chúng ta khẳng định lại rằng cái điểm nào là điểm ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, của chế độ cộng sản, cái điểm nào là cái điểm cần phải khắc phục sửa chữa để cho nó hoàn thiện hơn, để nó đưa đến cái sự công bằng văn minh chứ. Đó, đời sống của dân càng ngày càng ấm no thì chúng ta phải nhìn thấy cái điểm đó chứ. Còn bây giờ cứ đem giặt những cái chuyện mà lỗi lầm nhỏ nhặt, cái chuyện tham nhũng thì quốc gia nào cũng tham nhũng, nhưng mà nó cho rằng chế Gọi đối với xã hội cộng sản đó là bản chất. là gọi là đem hiện tượng để quy cho bản Đúng chất đó. Tôi rồi, qua que chuyên gia đó. Thấy một cán bộ tham nhũng là nó quy cho cả gọi là bộ máy tham nhũng, cả đảng cộng sản tham nhũng đâu mà rồi. bị Mỹ tổng Donald Trump mà cậu tổng thống là tham nhũng rồi sao, nó không quy hết luôn đi Như chứ đâu nói. bây giờ ví dụ như trong gia đình tụi nó có một một người gọi là cướp của giết người, thì mình quy cho nó là cả dòng họ mày cướp của giết người thì nó có chịu không, ví dụ như thế không? Cái nhận thức của nó rất là kém, gọi là không phân biệt được đâu là bản chất và đâu là hiện tượng. À, nói chung thì nó không phải là nó không có kém đâu con, theo bố nghĩ là vậy, có nghĩa là cái sự hận thù và cái sự bực tức mà hôm đó là cái vấn đề, giống kiểu như là nó hận thù che lấp cái lý Có nhiều trí đứa của nó nó ngu thiệt, chắc. có một số thì nó dạng ngu, nhưng mà nhiều đứa ngu thiệt, tại vì ngu nó mới nghe theo cái tụi nó xuyên tạc bị đập, chứ nếu mà nó Ê bác khôn như bác bố cầm để không nó đâu có ê bị. mới ê